Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với một podcast review phim khác của Phúc. Và bộ phim hôm nay Phúc muốn nói đến đó là Lâu rồi mới xem 3D. Đúng rồi, đó là phim Avatar phần đầu tiên năm 2009 vừa được chiếu lại để chuẩn bị cho sự ra mắt của phần 2 vào Giáng sinh sắp tới. Thì lần này là lần đầu tiên mình được xem bộ phim Avatar dưới định dạng IMAX 3D. Và nó tuyệt vời. Những cái trải nghiệm đó vẫn luôn ở đó, thậm chí là được up lên hơn nữa. Mà giống như ngày xưa mình đi xem ở Hùng Vương là 17 lần ở Bethesda Hùng Vương á, thì ngày nào cũng có người rủ mình đi xem vì lúc đó công nghệ 3D mới ra cùng với Avatar rất hot. Và nhà nhà người người đều đi xem Avatar. Mình nhớ có những suất chiếu từ 7 giờ sáng để đi, chỉ để đi xem Avatar thôi. Và mình gần như mình thuộc luôn cả cái phim này rồi. Và khi xem lại phần 2 á, cảm giác hào hùng vẫn như vậy, vẫn đúng những đoạn mà mình khóc luôn. Đặc biệt là cái đoạn mà cái cây thần á, ngã xuống, đoạn đó nó đánh vào cảm xúc của mình rất là nhiều. Mình sẽ không nói lại về câu chuyện đâu, tại vì câu chuyện thì ai cũng biết rồi. Mình chỉ nói những cái trải nghiệm của mình khi xem cái Avatar chiếu lại dưới định dạng IMAX 3D thôi. Thì Avatar là một bộ phim được quay hoàn toàn bằng máy quay 3D, nên những cảnh quay 3D trong phim cực kỳ là thật. Độ nổi, độ chìm, độ sâu của hình ảnh được đưa lên một cách rất là chân thật và rõ nét. Và không giống như những cái phim 3D thậm chí tới ngày hôm nay được quay bằng máy quay thường và convert sang định dạng 3D là trở thêm một lớp ảnh nổi thôi. Thì Avatar ở tất cả những cảnh mà thể hiện được 3D, chúng đều thể hiện ra ngoài, làm cho tăng cái độ trải nghiệm trong cảm xúc của người xem. Mình lấy ví dụ như cảnh mà cây Sully thức dậy nằm dưới cái cây thần đã đổ sập, bên trên là tro bụi đang bay. Những cái cảnh tro bụi nó bay xuống rất là thật, một cái cảm giác rất là buồn luôn. Và những có những cái cảnh mà nó có những cái sinh vật ở cái hành tinh Pandora đó, nó phát sáng lên, nó bay lên, hay là những con thú, hay là cảnh những chiếc máy bay bay trên trời, hay là cảnh cưỡi những con, mình biết là con rồng hay là con chim mà cưỡi những cái con rồng nó bay trên trời á, thì nó rất là chân thật luôn á. Và khi mà xem lại thì mình còn cảm thấy sướng hơn hồi xưa nữa. Thì bây giờ mình nói về câu chuyện chút xíu ha, mình không tóm tắt đâu. Nhưng mà vào thời điểm Avatar ra mắt thì cái câu chuyện của Avatar lúc đó, cái concept, cái ý tưởng đó về một cái người đến một cái miền đất lạ, tìm hiểu về miền đất đó và trở thành một phần của miền đất đó và chiến đấu về miền đất đó, nó đã có từ trước đó rất lâu rồi. Chúng ta có một cái bộ phim rất là nổi tiếng đã từng làm qua cái concept đó, đó là The Last Samurai, có sự xuất hiện của Tom Cruise. Nhưng mà Avatar, khi mà James Cameron làm, dù là một cái ý tưởng nó không mới, nhưng mà cái cách làm của James Cameron đã làm cho đây là một bộ phim với một cái kịch bản rất tuyệt vời. Từng phần set up, sắp đặt câu chuyện nó rất là liền mạch và nó không có cách nào thừa thải cả. Đó là hành trình của một người bước vào một cái hành tinh đó với một cái mục đích nào đó, và khi mà được gặp những con người ở hành tinh đó, học được những cái gì về họ và muốn trở thành một phần của họ. Và khi mà những cái điều thiêng liêng nhất đối với những con người ở đó bị hủy hoại, thì cũng là lúc người này phải chọn cái chiến tuyến của mình để mà cùng với những người đó bảo vệ những cái gì thiêng liêng nhất, những cái gì mà mình đã coi nó như là một phần của mình, và đấu tranh vì cái đúng. Thì đó là một cái kịch bản không có gì phải chê của James Cameron. Và cái hay của James Cameron chính là cái việc hit đánh vào cái cảm xúc của người xem ở những cảnh quay rất là đúng chỗ đúng nơi. Nên thành ra cho dù mình có xem phim này trong 10 năm sắp tới nữa thì bộ phim vẫn sẽ hay và không bao giờ lỗi thời. Và khi mà xem bản chiếu lại này, mình nghĩ là nếu như mọi người có điều kiện, hãy xem phiên bản 3D, vì chỉ có xem phiên bản 3D chúng ta thấy được những cái tinh túy nhất, những cái đẹp nhất từ cái bộ phim Avatar này. Và đừng về sớm, tại vì ngay sau cái đoạn credit ngắn thì sẽ có một cái post credit là có trích đoạn phần 2, The Way of Water. Mình nghĩ nó rất đẹp, và mình nghĩ khi phần 2 ra mắt sẽ lại là một cuộc cách mạng mới của James Cameron về kỹ xảo và về hình ảnh. Tại vì phim đó mình nghĩ là ngoài cái việc quay 3D nó còn được quay dưới nước nữa mọi người. Hồi nãy mình xem qua mình choáng ngợp luôn, và mình rất là mong được xem phần 2. Mình xem suốt 9:50 tối và phòng chiếu IMAX ở bên Landmark 81, hơn nửa rạp, chứng tỏ là mọi người rất là thích Avatar và phải đi xem lại. Và mình nghĩ nhiều bạn Gen Z bây giờ chưa xem Avatar đâu, hãy đi xem và đi trải nghiệm những cái gì tinh túy nhất về mặt hình ảnh, về mặt cảm xúc luôn. Sam Worthington, đối với mình Sam Worthington vẫn luôn đẹp, và khi mà xem lại Sam Worthington xuất hiện trong Avatar với phần hình ảnh được up lên 4K HDR vẫn quá là đẹp trai. Diễn xuất của Zoe Saldana 10 điểm. Anh diễn viên người Ý cũng là từng là crush mình đóng vai phản diện, cũng vẫn là gương mặt đó, nhưng mà mình vẫn rất là thích ảnh luôn vì ảnh đóng những cái vai hay ghét á, rất là ok. Và chú Stephen Lang chắc là cái vai gọi là vai hay nhất trong sự nghiệp của chú chính là trong Avatar. Mọi cái yếu tố nó đều làm cho mình mang đến cho một cái trải nghiệm thật sự rất là tuyệt vời. Nên mọi người hãy đi xem lại Avatar trước khi chúng ta xem Avatar phần 2 vào Giáng sinh sắp tới nha mọi người. Mình nghĩ Giáng sinh năm nay không phim nào đánh lại Avatar đâu, thực sự là như vậy luôn. Và sẵn đây mình cũng xin giới thiệu, đây chính là món quà 13 năm trước mà được nhận từ studio của Avatar.
là 20th Century Fox. Nhưng mà hồi nãy mình vô mình coi phần Avatar chiếu lại thì cái đoạn intro hãng phim đầu tiên đã bị đổi thành 20th Century Studio, do Disney đã bỏ chữ Fox đi rồi, chữ Fox không còn xuất hiện nữa đó, nên thành ra cũng hơi buồn. Nhưng mà mình còn giữ một cái đĩa nhạc phim rất là đẹp được chuyển từ studio, tại vì lúc đó mình làm việc với lại Megastore nên được tặng. Và đây là ở trong rất là đẹp luôn, đây là James Cameron đây, và nhà soạn nhạc James Horner đây đó. Và nhạc phim này mỗi lần mà ca khúc I See You vang lên nó rất nhiều cảm xúc. Hồi nãy mình coi xong mình muốn khóc vì cái ca khúc đó vang lên vì nó quá hay, nó quá đúng với cái câu chuyện trong phim. I See You là gì? Là em thấy anh hoặc là anh thấy em, tức là em sẽ cho anh thấy thế giới của em và em cũng sẽ muốn nhìn thấy thế giới thật sự của anh, và chúng ta hãy cùng nhau khám phá thế giới. Thì cái ca khúc đó nó quá hay. Đây là còn để nè, featuring the new song vào 2009 nha mọi người, I See You by Leona Lewis. Lúc đó Leona Lewis vừa mới thắng X Factor xong đó. Thì nói chung là thôi, nói tới đây được rồi, thì hy vọng mọi người sẽ đi ra rạp để xem lại Avatar phần 1. Ai xem rồi thì xem lại về giới xem IMAX 3D, còn ai chưa xem thì hãy chắc chắn phải đi xem, và sau đó sẽ thưởng thức phần 2 vào Giáng sinh sắp tới. Hết review rồi, cảm ơn mọi người lắng nghe, bye bye.